Lùm xùm xung quanh vợ chồng bà Phương Hằng và nhà báo Hàn Ni là vấn đề được dư luận quan tâm suốt thời gian dài vừa qua. Trong diễn biến mới liên quan đến sự việc, sáng ngày 1 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử bà Đặng Thị Hàn Ni và ông Trần Văn Sĩ, 67 tuổi luật sư, cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Được biết, khai với cơ quan chức năng, bà Hàn Ni cho biết bản thân xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng do bị bà Hằng xúc phạm trước. Điều đáng chú ý tại phiên tòa xét xử của bà Hàn Ni hôm nay, ngày 1 tháng 3, cả hai vợ chồng bà Phương Hằng đều có đơn xin vắng mặt tại tòa. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Theo nguồn tin của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Nguyễn Phương Hằng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án xét xử hai bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ, đã vừa có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa sơ thẩm ngày 1 tháng 3. Trước đó, từ trại giam bà Phương Hằng cũng đã có đơn xin xét xử vắng mặt. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, hai vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng được triệu tập đến tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Cùng với tư cách này, tòa còn triệu tập đại diện công ty cổ phần Đại Nam, quỹ từ thiện Hằng Hữu. Hiện bà Hằng đang chấp hành án 3 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân tại trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương. Như đã đưa tin trước đó, hai bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo cáo trạng, từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, Trần Văn Sĩ và Đặng Thị Hàn Ni đã đăng tải, tổ chức nhiều buổi ghi hình trực tiếp trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự, uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, gây ảnh hưởng đến quỹ từ thiện Hằng Hữu và công ty cổ phần Đại Nam. Về phần dân sự, bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng cùng đại diện theo ủy quyền của công ty cổ phần Đại Nam, quỹ từ thiện Hằng Hữu không có yêu cầu bồi thường. Ngày 1 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do hai bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Lê Văn Sĩ thực hiện. Theo nguồn tin của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất thủ tục tống đạt quyết định xét xử bà Hàn Ni đến bà Nguyễn Phương Hằng, giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án của hai bị cáo Đặng Thị Hàn Ni, Trần Văn Sĩ. Ngoài triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng, tòa án còn triệu tập ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng, công ty cổ phần Đại Nam, quỹ từ thiện Hằng Hữu với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Ngô Ngọc Thắng, thư ký phiên tòa là bà Đặng Thị Mỹ Phượng, có ba kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại tòa gồm Nguyễn Quang Duyệt, Trần Quang Trung, Trương Thế Bằng. Đồng thời trong 2 ngày, 19 và 20 tháng 2, tòa án cũng đã tống đạt quyết định đưa vụ án ra xét xử cho hai bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ. Cũng theo một nguồn tin, bà Hằng đang chấp hành án 3 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân tại trại tạm giam An Phước, tỉnh Bình Dương. Trước đó, trong phiên xét xử bà Hằng vào tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã triệu tập bà Hàn Ni đến tòa với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, cũng theo nguồn tin của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Phương Hằng đã xin vắng mặt trong phiên tòa xét xử bà Đặng Thị Hàn Ni vào ngày 1 tháng 3. Từ sự việc trên, một số người thắc mắc bà Phương Hằng là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án bà Hàn Ni có thể vắng mặt tại phiên tòa hay không. Theo luật sư Trương Văn Tuấn, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 2 điều 65 Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án có các quyền như đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu giám định, định giá tài sản theo quy định của pháp luật, tham gia phiên tòa, phát biểu ý kiến, đề nghị chủ tọa phiên tòa, hỏi những người tham gia phiên tòa, tranh luận tại phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, xem biên bản phiên tòa, tự bảo vệ, nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình, trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá,
kháng cáo bản án, quyết định của tòa án về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ của mình, khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Đồng thời, khoản 3, điều 65 Bộ luật tố tụng hình sự cũng quy định, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án có nghĩa vụ có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, trình bày trung thực những tình tiết liên quan đến quyền và nghĩa vụ của mình và chấp hành mọi quyết định yêu cầu của cơ quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Theo luật sư Trương Văn Tuấn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự có nghĩa vụ có mặt theo giấy triệu tập của tòa án để tham gia phiên tòa xét xử. Trong trường hợp có lý do chính đáng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án có thể làm đơn xin vắng mặt. Việc tiến hành xét xử hay ra quyết định hoãn phiên tòa sẽ được hội đồng xét xử xem xét cân nhắc. Trong trường hợp của bà Nguyễn Phương Hằng, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, trong trường hợp xin xét xử vắng mặt, bà Phương Hằng có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cần có văn bản trình bày ý kiến của mình trình lên tòa trước khi diễn ra phiên xét xử bà Hằng Ni. Theo kết luận điều tra, bà Hằng Ni đã sử dụng tài khoản Facebook và YouTube nhà báo Hằng Ni để phát buổi ghi hình tiêu đề "Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không?" đăng ngày 3 tháng 9 năm 2021, trong đó có 4 đoạn phát ngôn được xác định thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật, vi phạm điểm D khoản 1 điều 17 luật an ninh mạng. Những phát ngôn trên là thông tin cá nhân liên quan đời tư bà Hằng. Bà Hằng Ni đã căn cứ vào một phần thông tin và nội dung chính trong các bài báo chính thống đã đăng về bà Phương Hằng nhưng không tự kiểm chứng lại để xác định đúng hay sai, không cần hỏi ý kiến và không cần sự đồng ý của bà Hằng, không kiểm tra, không được sự chấp thuận của cơ quan báo chí. Theo lời khai của bà Hằng Ni, do biết bà Hằng còn có tên gọi khác là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, là CEO của công ty cổ phần Đại Nam và là người liên quan đến vụ án Nam Cam. Đối với ông Huỳnh Uy Dũng, bà Hằng Ni có tìm hiểu qua báo chí và biết được ông Dũng là chồng của bà Hằng, là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam, là một trong 3 người sáng lập quỹ từ thiện Hằng Hữu. Bà Hằng Ni đã dùng điện thoại di động và webcam gắn trên máy tính để bàn, để ghi hình và đăng đoạn ghi hình về nội dung trên. Nguyên nhân có những phát ngôn trên, bà Hằng Ni khai vì bà Hằng đã ghi hình phát trực tiếp lên mạng xã hội cũng trong ngày 3 tháng 9 năm 2021 và có những lời lẽ xúc phạm đến bà Hằng Ni. Do vậy, bà Hằng Ni đã có buổi ghi hình phát lại vào ngày 3 tháng 9 năm 2021 để phân biệt những nội dung bà Hằng đã nói về việc bà Hằng Ni như Hằng Ni tống tiền doanh nghiệp, là bồ của ông TTC, chửi Bộ Thông tin và Truyền thông, đưa hình ảnh của bà Hằng Ni và chồng cũ lên mạng xã hội để nói làm gái và nói bà Hằng Ni là phản động là không đúng. Ngoài ra, bà Hằng Ni trình bày mục đích tư vấn pháp luật nhằm tư vấn pháp luật để mọi người biết về việc bà Hằng cũng là một công dân bình thường, phải tuân thủ pháp luật. Vụ kiện cáo giữa bà Hằng Ni và bà Phương Hằng được đánh giá là vụ án hy hữu trong lịch sử tố tụng. Hy hữu ở chỗ, các bị can thành bị hại thành bị can. Nhà báo Hằng Ni gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, bà Ni thành bị hại, bà Hằng thành bị can. Bà Hằng gửi đơn tố cáo bà Hằng Ni, bà Hằng thành bị hại, bà Hằng Ni thành bị can. Nhưng có điều đáng lưu ý, đó là hai bị can bị hại này đều phải hầu tòa về cùng tội danh. Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo điều 331 Bộ Luật Hình sự 2017. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.